Ok, chào 500.000 anh em đã quay trở lại với channel của Nancy chiều ngày hôm nay. Thì có lẽ là chúng ta vừa mới được nhìn thấy hình ảnh của bạn GAV Bột, là Bột Nam. Hôm nay bạn ấy có nhờ Nancy nạp 5 triệu và quay quân trang cho cái sự kiện mới của hot nhất của tập kích ngày hôm qua. Đó là một khẩu súng VIP AK Reagan thế hệ phản lực mới. Thì như hôm qua Nancy cũng đã cho ra video của khẩu súng đấy rồi. Thì hôm nay sẽ là màn quay quân trang của cái nick này. Ước nguyện của Bột Nam đó là được lên cây súng AWP Reagan sáng 1. Thì Nancy cũng sẽ cố gắng hết sức có thể. Đây là những vật phẩm mà khi chúng ta lạp tích lũy được để xem khẩu súng AK VIP Reagan này chỉ số nó như thế nào. Nancy sẽ show cho anh em xem. Đây rồi, sát hại 33, tinh độ 84, xạ tốc 88. Rồi, cũng khá ổn. Khẩu súng này như Nancy làm qua thì nó bấm đấm mồm rất là tốt. Rồi, với 5k kim cương và 2 lần quay miễn phí tương đương với 6.000 kim cương này. Thôi thì em cứ thử thuật cho nó chắc tay. Vào ngay với thủ thuật đầu tiên đến từ Nancy. Khẩu súng thế hệ phản lực chúng ta nghe thấy như tiếng rút súng ra như máy bay ấy. Rú lên một cái để em đấm mồm em kia với một mạng đấm mồm nữa. Em cứ bắn thôi, bắn đến bao giờ đấm thật nhiều mồm thì em mới ra để em quay. Mong rằng hôm nay mình quay ra cho nó, không nó lần sau lại đéo cho mình quay nữa thì lại khổ. Nhưng dù sao thì cũng rất cảm ơn em Bột Nam. Hãy chúc anh may mắn đi để em còn được thơm lây. Rồi em vào em vả con này cho bắn chết tao rồi cũng được. Để em ra em quay ngay phát đầu tiên. Thực sự thì với 3 mảnh thôi là khẩu súng AWP Reagan nó sẽ sáng 1 rồi. Rồi mẹ Evin M249 luôn. Đéo thấy một cái mảnh AWP rồng nào cả. Em ra em xem lại sự kiện nào. Đúng rồi, 300 kim đây rồi. Ngọc sát thương B 5 mảnh liền. Thế là lên được một cái ngọc sát thương A. Quẩy mẹ luôn thì 2 lần miễn phí rồi. Sao phải sợ bố con thằng nào. Quất mẹ luôn đây. Rồi được ngay khẩu Vision M4A1E luôn. Không còn gì có thể đẹp hơn. Đấy, ra 3 mảnh Flat Knight mà không ra cho em 3 mảnh AWP. Không thủ thuật gọi là không được. Rồi cầm này em tầm rao lên em bay cho nó nhanh. Cứ thế mà vù 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 và va. Chết em con thợ này. Mày láo. Cái tầm này em ở trong cái đấu đơn này, đấu robot này thì các anh cứ cho em gọi là lộng ngôn tí đi nhá. Các anh đừng có cầu nhau vì cái việc em lộng ngôn. Em lộng ngôn mấy thằng autobot này thì có sao đâu. Do để xem cái thủ thuật này nó có giúp gì được Bột Nam không nào. Súng sáng lên, sáng lên là em quất luôn. Gì đây? Đúng là thủ thuật là có ngay cho em một khẩu Dark Knight. Nhưng đấy, 4 mảnh đùa đi mẹ. 4 mảnh M4A1 Reagan mà không cho ra 3 mảnh AWP. Chúng ta cần phải trung thành với những cái thủ thuật đấy thôi. Biết là đỏ mà đen là đen. Nhưng trong một cái khoảnh khắc nào đó chúng ta vẫn muốn biến đỏ thành đỏ và đen lại thành đỏ. Ok. Em bị chết luôn, em ra em quất luôn. Hôm nay có vẻ hơi đen hay sao? Tại mà hai ngày hôm nay em cãi nhau với con Pitbull nhà em. Nên là có vẻ là hơi đen thật rồi. Evin AK47
chưa thấy có cái mảnh nào cả. Đấy, lại Tiger Dragon. Thôi, quay mẹ tiếp đi. Sát nó buồn thủ thuật nữa rồi. Ô, Dead Knight luôn mà toàn khẩu súng mà em đã full cường hóa rồi. Trời ơi, đen quá. Tiếp tục, em quay đâu vào hết kỵ sĩ gì thôi. Lại tiếp tục là ba mảnh Dragon M4A1 với ba mảnh Panic Knight. Không còn gì có thể miêu tả nổi. Có lẽ như hôm nay không phải là ngày để mà em lên được sáng rồi. Cầm đao Diablo đi khắp map để mong rằng mình có thể đỏ hơn. Chém con chó này. À hai mày đẹp quá. Rồi, đi đây. Tiếp tục làm Vision M4A1. Sán. Anh xin lỗi. Yeah. Mày thổi cơn thì đéo thổi. Ngồi chơi lớp trận xong lại quay ra lười nhủi. Mày có thợ phụ nhà em ấy. Chửi nó luôn. À này, mẹ à, mày đi làm thì đi làm muộn. Lười như một con hủi, ở thì ở bẩn. Thế nên mày cày, bố mày trừ lương. Rồi, còn thằng nào nữa? Ba mạng rồi. Để em phải nói nhiều. Vào đây kiểu bị ham bắn snip ấy, luyện luôn. Anh em thi thoảng vào đây luyện snip lên tay phết đấy. Tôi thề. Khi khoảng tôi thấy bắn kiểu đuối đuối tay là tôi hay vào đây tôi phang bọn này. Kiểu cho cảm giác một táo mà bom. Ok. Anh em thấy nhá, khi mà bắn vào đầu nhá, nhân vật bị bay rất là xa luôn. Rồi một viên chết anh ngửa ra đằng sau luôn. À thằng này chết chưa. Ui bật ra đằng sau luôn. Thề buồn cười vãi đái luôn. Rồi à, em bắn liên tiếp vào đầu thì các anh có cho em cái gì không nào? Nào, gì đây? Ôi đi. Phải ôm trai cơ đây gần. Em mắc 4 rồi, khổ. Ồ, lại là P90 đây gần. Toàn những khẩu. Em mắc mẹ rồi. Em cần khẩu AWP, khổ. Nhưng mà cái khẩu đua e này bắn vãi đái thật. Một viên đầu ngất luôn. Không cần nói nhiều. Cứ đầu mà em phang rồi. Giờ rút lục ra. Đẹp luôn. Bay xa vãi đái luôn. Bắn vào đầu bay xa vãi đái luôn. À ngắm rất kỹ. Ấy anh em thấy bay đi mẹ. Vãi luôn. Rồi cứ tiếp tục mà bay thôi. Tiếp tục lại là bay luôn. Sấp mặt lờ em nó luôn. Đứa thì ngửa đứa thì sấp. Hay thật. Nào. Rồi. Đấy, ngửa ra đằng sau luôn. Mà bắn từ đằng sau lại là sấp xuống trước. Đấy. Hay vãi này. Đấy. Rồi, làm xuống. Mẹ lần này em tiếp tục bắn rất nhiều phát vào đầu rồi. Các anh cho em súng gì đây? Rồi. Quay thôi. Rồi. Quá đẹp, Evin M249 đẹp, đẹp vậy. Địt mẹ mày một đẹp thật đấy. Ui vãi luôn, lại Dark Knight 8 mảnh liền. Rồi, lại con Dragon AK47. Trời ơi. Nhìn cái cảm giác mà tê tái. Đến đau xé. Rồi. Mày lốt này đéo được là thôi luôn. Thế mà không xuyên. Toác sọ. Trượt. Ồ. Nó cứ bị hút tâm ra hai so le ấy nhở. Ư nhởn.
Công nhận. Thay súng, thay đạn của cái khẩu này nó là bá trên từng hạt gạo luôn. Đào đào như kiểu lầm xuống ấy. Romani cho em rồi. Thế luôn. Đen quá đây này, em bình luận theo kiểu hơi nhạt nhạt nhỉ. Nhưng mà kiểu như là cảm giác mình hơi bị buồn ấy. Vì em ý nhờ quay mà mình lại không làm được tròn cái trách nhiệm đấy. Nên là em cảm giác nó buồn bã. Gì đây? Uầy, Tom Knight level 7. Ôi thề luôn, không phải lick này mắc rồi thì lại thì cài quay như này cũng khá được rồi. Nói chung là thủ thuật thì có vẻ như là vẫn có một cái gì đấy nó hên đấy. Thôi được Storm Knight thì em vẫn phải quay thêm một pha nữa. Biết đâu phát cuối lại phát ngon giống như lần trước. Cố gắng thôi chứ biết làm thế nào bây giờ. Mấy con hợi này nằm xuống hết đê để anh còn quay cho nó đỏ. Ba mạng liên tiếp rồi. Bốn mạng liên tiếp. Năm mạng rồi. Rồi ôi, bắn như lên thần luôn. Em thực sự cảm thấy em bắn như lên đồng. Quá nhiều mạng cho em ở trong nhà địch mà không ai bắn được em. Thực sự là với cái đẳng cấp này thì không ai có thể vượt qua được. Vãi đái con gà mái luôn. Đấy. Rồi, rồi ôi, em liệt từng đấy đạn luôn. Toàn đầu và sọ thôi. Ở trong này em chỉ luyện thế thôi. Nào, mày bắn xong chưa? Rồi, tới lượt tao. Một viên. À, rồi, tiếp tục là sọ dành cho em nó. Ồ, thằng kia cũng học tập mình bắn sọ luôn ạ. Rồi, 15-0 luôn, huy chương vàng cho em rồi. Giờ huy chương vàng em được gì không đây? Được gì không đây? Rồi, một khẩu RPK. Đi. Thôi thế tạm được rồi, em cũng M38 cũng cần phải có khẩu này. Em để ngâm giấm một tí. Rồi à, anh đã cố hết sức rồi Bột Nam ơi. Anh xin lỗi vì không thể làm gì được hơn. Nhưng mà anh phải nói thật là anh cố gắng rồi. Thôi xin chia buồn cùng em. Anh hẹn em vào lần sau nữa. À, không biết là lần sau em còn dám nhờ anh không. Nhưng mà những gì anh làm là nó cố gắng hết sức mình rồi. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh em của tôi đã luôn theo dõi và ủng hộ video của Nancy. Hẹn gặp lại các bạn vào video quay quần tràng chiều ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Hãy nhớ like và để lại một comment các bạn có thích video này hay không. Hay là các bạn thích video nào thì các bạn hãy comment lại. Ok.